Oh yeah. 3002 cúp vật đã lên được quán quân rồi các bạn nha. Đây thời khắc quyết định tuyệt vời đấy các bạn ạ. Vâng, cứ có niềm tin là sẽ chơi được, anh em không phải xoắn nha. Hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Vâng, các bạn có còn nhớ cái combo vâng siêu đạo trích đến từ vị trí của Akari không? Thì bây giờ mình sẽ làm một thử thách, đó chính là mình sẽ sản xuất lính trong vòng 1 giờ và bay cúp quán quân. Hiện tại thì mình đang ở là Master 1 đây các bạn nha. Ok, và bây giờ mình sẽ còn là từ đây để lên được 3002 cúp thì mình đang còn là 190 cúp nữa. Thì mình sẽ làm thử thách vâng 1 giờ bay lên quán quân. Đấy. Và các bạn hãy cùng thử thách cùng mình nha các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ tấn công một trận, nhưng trước khi tấn công thì các bạn có thể thấy là cái kho tài nguyên của mình quá nhiều rồi. Thì mình cần phải xử lý cái kho của mình, mà xử lý cái kho thì nếu các bạn có nhu cầu mua vé vàng, đây rất nhiều đồ chơi các bạn, hoặc là những cái gói gem, những gói ưu đãi trong này thì nhanh tay liên hệ Akari Gaming các bạn nhé. Các bạn chỉ còn có 23 giờ nữa thôi, múc nhanh còn kịp, nếu không nhanh là ngày mai nó hết rồi. Đấy anh em ơi, đừng chần chờ gì nữa nha, nhanh tay liên hệ ngay Akari để múc các bạn nha. Phần thưởng cho chơi hội thì 23 giờ nữa sẽ có, nhưng hôm nay chưa có thông tin thì hôm sau mình sẽ làm cho ngày mai đi. Nói chung là cố gắng mình sẽ làm sớm cho các bạn nha, yên tâm anh em ạ. Còn bây giờ mình sẽ làm một cái gói rẻ nhất này, cái thuốc thợ xây để hỗ trợ mình. Ok, đã xong. Và mình sẽ vâng cho cái thợ xây này chạy nhanh khẩn trương đấy các bạn. Đấy, dùng lên những cái em thợ xây của mình. Huy chương thì mình cũng đã xài hết rồi. Mình sẽ chờ một chút xíu nữa để lấy cái buổi 112 gem là không đủ rồi, để mình xem có gem không thì mình quất luôn. Ô 20 gem này, 5 gem, vâng 1000 gem khi mình được lên Master League. Trời ơi, tuyệt vời. Tuyệt vời. Và bây giờ mình sẽ cần lên Become a Champion. Tức là mình sẽ phải lên 3002 cúp trong vòng 1 giờ để lấy được chiến tích này các bạn nhé, để làm thử thách. Ui giời, gem đại gia luôn. Queen đâu, bước ra đây cho anh. Vâng, lấy em Queen ra để đi thi đấu nào. Gem tẹt bồ cho anh em ê. Đâu rồi? Bây giờ thì nguồn dầu đen nó đang thừa quá nhiều nhỉ. Cái này hết bao nhiêu? 900 mấy gem. Thôi, sót lắm. Chờ chút xíu đi farm rồi là nhận mấy cái này. Rồi thêm trăm mấy điểm nữa cơ thì mới được. Y da, y da. Không sao cả, mình cứ sử dụng à. Nâng bớt tường nha, mình sẽ nâng bớt tường đi. Rồi. Ok, tường nào tính được bằng là tím thì tính dần. Mình sẽ nâng bớt đi một số viên bằng tím đi các bạn, để chốc nữa đi farm cho nó chất chơi người rơi vào. Nâng lên. Ôi giời, đấy. Vâng, tạm thời dầu đen thì nó sẽ vẫn dư rồi. Dư dầu đen. Thôi không sao cả, kệ, chiến đấu nha. Chúng ta sẽ bắt đầu làm thử thách nào các bạn. Let's go. Có đồ à? Thôi kiếm trận thôi. Múc nào. Vâng, kiếm nhà nào thật ngon nghề để xử lý các bạn nha. Đây là một nhà rất giàu anh em ạ. Vâng, hơn 1 triệu cơ, mình vừa mới ăn được mấy cái công trình rồi. Vâng, nó nhiều lắm. Vâng, nó cất dành đồ ngoài này rất nhiều các bạn ơi. Rồi ơi, mút hết đi nào các em. Đúng rồi. Tuyệt vời, nó phải là tuyệt vời, nó ở cái tầm tuyệt vời. Từ từ là thăm dò này, à nó ăn vào đây trước. Đục cái lỗ ôm chui vào, hay lắm em ơi. Úi dồi, ngọt lịm luôn các bạn ạ. Vâng, cái chính là nó ngọt lịm luôn. Dầu đen của tớ đang thừa rồi, đang thừa mứa ra rồi. Bùm, lách được. Vâng, tớ phải sử dụng thuốc sức mạnh các bạn ạ, chứ không là hẹo ngay lập tức. Rồi nha, bây giờ để xem nó thẳng vào khu vực nhà chính không. Yes. Tốt. Ok, good. Cuồng nộ và hồi máu trong khu vực này. Let's go các em. King, Queen, quản giáo đi bộ.
Đã ăn xong khu vực nhà chính rồi. Yeah. Lên đồ. Úp. Bật skill lên cho quản giáo nào. Cứu toàn bộ đại quân nào các em. Băng đi, băng đi, băng hết đi nào. Rụng nụ đi, đúng rồi. Đúng rồi các em, hay lắm, hay lắm. Gồng queen lên và như vậy vẫn không giành được 3 nháy. Thôi thì giành 1 nháy cũng được, không sao cả. Bồi cao sẽ khỏi em ê. Úi giời ơi. Còn cái kho nào không ta? Vâng, hết giờ. Nhưng mà đây là một trận thi đấu khá là thành công. Vẫn là một trận thi đấu khá là thành công rồi. 17 giây 49. Yeah, và như vậy là được 22 cúp. Ngon rồi. Nó lợi ở cái tầm. Yeah. Thôi đủ rồi. 22 cúp và 900.000 cộng thêm 128.000 bonus là quá êm rồi anh em ạ. Ơi tuyệt vời. Sẽ xin quân này làm thêm tên nữa nào. Về những người. Được. Ui rồi, nhà này giàu phết các bạn ạ. Và yên tâm, tớ sẽ xử lý để lấy 2 sao cái nhà này. Không sao cả. Chặng đường bay của chúng ta nó vẫn đơn giản thôi mà anh em. Không có việc gì khó, chỉ sửa lọng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Anh em cứ tin ở tôi. Rồi, tại sao tôi thấy khu vực nhà chính nó đi hơi xa vậy em ơi? Ôi em ơi, em ơi. Như vậy là cần phải ăn 2 cái mỏ hai bên thì mới thọc vào được khu vực nhà chính rồi các bạn. Khá là căng cò. 10 anh em. Ô đừng đừng xoáy xoáy. Đúng rồi. Lách được cái bẫy lốc xoáy hay quá em ơi. Nhưng cái điều quan trọng là sao? Mút được nhà chính không? Không anh ạ. Vâng, để anh huy động thêm lính. Các chú yên tâm. Vâng, anh cho thêm quả đồ nữa, quẩy gió sùng. Rồi. Hợp lý quá anh ơi. À, bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi chiến thuật một chút xíu. Đó chính là... Ôi, nó là con. Không nữa. Mẹ. Mẹ có đỏ kia. Oh no, 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 no. No. Đụng được cái lỗ rồi. Lên đồ anh em ơi. Lên, 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 lên. Hồi máu. Bịt tất cả lại nào. Bịt tất cả lại nào. 1, 2. Và có cuồng nộ. Rụng xuống đi nào. Rụng xuống đi các em. Đúng rồi. Vâng. Bịt cái e defend lại. Vâng. Chạy vào quẩy nhấc người đi nào anh em ơi. Vâng. Có lấy được 2 nháy không? Chúng ta hãy chờ đợi kết quả ở trong trận thi đấu này. Vâng. Toàn bộ đại quân đã được triển khai rồi. Vâng. 47%. 50 thôi. Cố lên. 49 rồi. À, như vậy là sẽ lấy được 2 sao và 14 cúp. Ok em mê. Nó lại lên tưng bừng khói lửa nào. 51 rồi, không cần nữa, đủ rồi, đi về. Ngon, đi farm cực kỳ hiệu quả luôn anh em nhá. Và các bạn có thể thấy là hiện tại thì mình đang có là 3.147 cúp và mình chỉ còn có 18 phút nữa để thực hiện 53 cúp còn lại. Anh em vâng, đừng tiếc dìm lượt like, share, chia sẻ để cổ vũ mình đạt được cái thành tích tốt này nha các bạn nha. Đây, 3147 là số cúp cao nhất của mình đang có đây rồi anh em ơi. Cố lên nào, sắp hoàn thành chỉ tiêu rồi. Vâng, hiện tại mình đang còn 17 cúp nữa thì mới hoàn thành được mục tiêu các bạn ạ. Bây giờ thì mình đang cố gắng đánh nhanh nhất có thể. Đánh nhanh nhất có thể để không làm anh em phải chờ đợi lâu. Chơi đi, chơi đi, chơi đi, đừng ngại ngùng nào em ơi. Bây giờ ăn vào khu vực nhà chính không? Không, nó ăn sang bên kia. Vậy thì tớ phải sử dụng động đất ở đây. Vâng, phá hủy nhanh còn kịp để cho các bạn thấy rằng mình đang đánh rất là cấp tập. Bởi vì thời gian là không còn nhiều nữa các bạn. Và mình sẽ kết thúc trận thi đấu tại đây. Khi mà đã giành được 7 cúp nữa thì mình sẽ chỉ còn có 10 cúp thôi và thời gian là không cho phép, khi mình chỉ còn có 5 phút nữa là phải hoàn thành chỉ tiêu. Nên là mình sẽ rất là tích cực để các bạn có thể xem này. Mình đánh rất là liên tục này, chưa đến 2 phút, 1 phút gì là mình cứ phải múc múc múc. Mình đánh liên tục bằng cái combo này và quay video lại khẩn trương cho anh em xem. Đấy các bạn, vâng, 3190 rồi, còn có 10 cúp nữa thôi là mình sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Đó chính là thử thách 1 giờ lên quán quân.
Champion nha các bạn nha, lấy 2000 gem. Cái cột mộng này là ai cũng mong muốn để được lấy đây các bạn. Đâu rồi? Đây đây đây. Become a champion các bạn nha. Cố lên nào. Một chút xíu nữa thôi là đi múc tiếp nhá. Ui dồi ôi, nhà này cũng căng cò phết các bạn ạ. Nhưng mà vẫn phải chiến thôi. Vẫn phải chiến thôi nhá. Ô mình hình như sai sai. À, nhà này nếu mà đánh xong thì cũng mới có vẫn phải thiếu. Vẫn phải thiếu rồi. Ok ok ok. Yên tâm. Tớ sẽ xử lý được cái này. Cái này tớ sẽ xử lý được. Anh em cứ bình tĩnh chờ tớ nhá. Cuồng nộ này, hồi máu này. Anh em vào đây. Vào nhanh, bởi vì nhanh xong chúng ta sẽ còn phải đi đánh phát nữa. Về nhanh sản quân tiếp là đi đánh. Ok, không nói nhiều nha. Có được này, nhưng mà vẫn còn thiếu 2 cúp này. Vẫn còn thiếu 2 cúp này, tớ vẫn đi đánh tiếp này. Chờ một động đất nữa là tớ đi đánh luôn các bạn nhá. Vâng, sắp hết giờ rồi này. Tớ vẫn còn thời gian để kiếm các bạn nhá. Ok, ra một cái động đất nữa là đi luôn. Ok, let's go này. Ok, trận thi đấu quyết định nào. Quyết định nào. Chỉ cần có 2 cúp nữa thôi. 2 cúp nữa thôi là chứng minh cho quý vị và các bạn biết được thử thách 1 giờ lên được rank quán quân nào. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, con hàng đây rồi anh em ơi. Ơ, vâng, hết thuốc sức mạnh, chưa thủng tường. Càng, rất bàn càng cho Akari Gaming trong kèo đấu này. À, bởi vì hồi nãy mình cho cái thuốc sức mạnh chạy trước, thôi không sao cả. Vâng, không có cuồng nộ thì anh cho em King, Queen vào trận. Tham chiến xử lý đi nào các em. Cố gắng chiến đấu đi. Cố gắng chiến đấu đi. Anh sẽ gọi đội bảo kê cho các em. Bật skill lên. Úi dồi ôi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi nào các em. Ăn đi nào. Đâu rồi. Vâng, các em tập trung vào đây. Anh sẽ chơi một tơn khô máu luôn nào. Ok, tập trung đục lỗ đi em ơi. Đục tường đi, đục tường. Thông cái tường chưa? Thông chưa? Chưa thông à? Ơ kìa. Oh no. Bố mày chơi khí cầu chiến vào luôn. Dỗi rồi. Dỗi lắm rồi đấy. Nãy giờ cứ giận hờn vu vơ làm anh cứ phải bực mình. Chơi dòng điện ra. Đúng rồi. Vâng, bịt lại nữa. Vâng, dòng điện, cố lên em. Cái lũ này cứ phải anh phải nóng máy. Ôi giời ơi, bom bẫy các kiểu. Thôi thì không ăn được hai nháy thì cũng ráng mà ăn tài nguyên đi. Đục được cái lỗ nào không em? Thôi, 5 con vào đây hết, chơi hết. Rồi, và như vậy là chắc chắn là chúng ta đã lên được quán quân rồi các bạn ơi. Tuyệt vời, ok. Hãy nhìn xem cái khoảnh khắc này của mình nào. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. 3002 cúp và đã lên được quán quân rồi các bạn nha. Đây thời khắc quyết định tuyệt vời đấy các bạn ạ. Vâng, cứ có niềm tin là sẽ chơi được. Anh em không phải xoắn nha. Đấy, anh em không phải xoắn với combo này đâu. Thoải mái chơi bay cúp champion luôn. Đây, mình sẽ lấy trước cái này 20 gem vào đây. Become a champion. Đấy các bạn. Chụp quà ảnh lại nào. Chụp quà ảnh lại nào cho nó chất chơi. Yeah. Tuyệt vời. Mình sẽ lấy 2000 gem các bạn. Bạn đã nhận được 2000 gem vào tài khoản, lên 3138 rồi. Nếu anh em thấy thích video này của mình, cứ để lại mình nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các bạn nhé. Anh em có nhu cầu mua vé vàng, mua gem hoặc là những cái gói ưu đãi này thì nhanh tay liên hệ mình nha, bởi vì nó sắp hết rồi, 3 giờ chiều ngày mai nó hết rồi các bạn ơi. Ok, hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé.